rơi tả tơi. Xin chào các anh nhé. Giới thiệu với các anh sợi dây tín hiệu Atlas Equator, phải nói là siêu dài. Lần đầu tiên em mua được cặp dài như thế này, dài 2 mét, phục vụ cho các anh cần dây tín hiệu dài mà vẫn phải gấu chuẩn xịn. Atlas là thương hiệu rất là nổi tiếng ở Anh nhé, có nhà máy đặt tại Scotland. Dòng dây Atlas nổi tiếng rất là hay, nhất là dây tín hiệu cho khả năng ba giảm cực kỳ tốt luôn. Em khẳng định với các anh là đã trải nghiệm thì để lại ấn tượng rất tốt, giải trầm cực kỳ ấn tượng. Hãng làm đặc trưng màu trắng ngọc trai, dây cực kỳ đẹp, khá lớn nhé. Ok, có thể nhìn dây rất lớn. Dây loa và dây tín hiệu nhìn tương đối giống nhau về hình dáng bên ngoài, zin xịn nguyên bản hãng nhé, đầu jack zin của hãng rất là đẹp. Cặp dây đẹp mãi với thời gian. Dòng này là dòng cổ của anh nhé, không phải là dòng đời mới đâu, nhưng mà phải nói là rất chất lượng. Xin nhắc lại là rất hiếm mua được cặp dây ngon như thế này. Em có cả dây loa của nó nhé. Dây loa thì còn cũng dài 3m3 một vế. Em lấy cho các anh xem. Đồng bấm thôi, nhớ hãy thương một chiều thu vương. Đây, cặp dây loa này. Anh nào cần chơi combo này thì chuẩn bài luôn. Phun đầu dắt bắp chuối nhé. Em giới thiệu dây loa xong. Hôm nay em giới thiệu dây tín hiệu cho các anh xem. Atlas Equator 1K2, độ tinh khiết là 99.9999%, rất là cao. Dây đẹp hoàn hảo của anh nhé, mới 99%. Tiếng em này rất hay. Anh nào có nhu cầu chơi thì liên hệ em nhé. Áp Zalo số điện thoại đây 0866880998 để được em tư vấn cũng như rằng là cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em để tránh bỏ lỡ nhé. Siêu đẹp. Cảm ơn các anh đã xem. Em chuyên linh phụ kiện châu Âu, chuẩn xịn chính hãng, bảo hành xịn trọn đời cho các anh yên tâm sử dụng. Các anh cần chơi dây tốt cứ liên hệ em. Chúc các anh một ngày làm việc hiệu quả vui vẻ. Xin chào các anh.